Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới giảm nhẹ gần 2 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 0,11%, giao dịch quanh ngưỡng 1.850 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.843,85 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.858,67 đô la Mỹ trên một ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng mạnh, tăng 0,507 điểm và với tỷ lệ tăng là 0,49%, giao dịch ở mức 104,510 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tiếp tục giảm với tỷ lệ giảm là 4,29%, giao dịch ở mức 27.700 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục đi xuống với tỷ lệ giảm lên đến 3,52%, thời điểm này chỉ còn giao dịch ở mức 2,824% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng giữ xu hướng giảm với tỷ lệ giảm hiện tại là 1,83%, giao dịch ở mức 103,633 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới liên tục lao dốc rồi hồi phục trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tăng vọt. Mỹ công bố lạm phát hạ nhiệt xuống 8,3% sau khi lên đỉnh 40 năm. Có thời điểm, giá vàng giảm mạnh do giới đầu cơ liên tục bán ra khi mà họ đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm 50 điểm phần trăm trong tháng 6. Đã có hàng trăm tấn vàng được bán qua thị trường kỳ hạn trong 3 tuần vừa qua. Vàng giảm giá do đồng đô la Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 20 năm. Về mặt lịch sử thì cho thấy vàng được hưởng lợi từ những bất ổn địa chính trị trên thế giới cũng như là lạm phát tăng cao. Vàng luôn là kênh trú bão an toàn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn vàng đang chịu áp lực từ hoạt động tăng lãi suất của Fed. Việc Mỹ tăng lãi suất làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ những tài sản không sinh lời như vàng. Về dài hạn thì nhiều dự báo cho rằng vàng sẽ sớm tăng trở lại. Đại diện của Barrick Gold chia sẻ trên Kiko cho rằng vàng sẽ trở lại ngưỡng 2.000 đô la Mỹ trên một ounce vào cuối năm nay. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, vào thời điểm tháng 2 năm 2021, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới nới rộng ở mức 8 triệu đồng trên mỗi lượng. Giới chuyên gia vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng thị trường vàng Việt Nam không liên thông với thế giới, nên mới xảy ra tình trạng trên vì 10 năm nay nước ta không nhập khẩu vàng, đồng nghĩa với việc nguồn cung khan hiếm. Và đến thời điểm hiện tại thì khoảng cách giữa giá vàng thế giới và vàng SJC đã vọt lên mức cao kỷ lục hơn 19 triệu đồng trên mỗi lượng. Tuy nhiên, với các loại vàng 4 số 9 khác của doanh nghiệp trong nước lại có mức chênh lệch nhỏ hơn, khá sát với giá vàng thế giới dao động khoảng gần 4 triệu đồng trên mỗi lượng. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Hiện tại thì giá vàng SJC trong nước lại tiếp tục điều chỉnh tăng quý vị và các bạn nhé. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.970.000, bán ra 7.030.000, tăng 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, tăng 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 10.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên mỗi lượng. SJC Hà Nội mua vào 6.970.000, bán ra 7.032.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 10.000 ở chiều bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.970.000, bán ra 7.032.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.950.000, bán ra 7.020.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.955.000, bán ra 7.015.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán ra. Pinji Hồ Chí Minh mua vào 6.960.000, bán ra 7.020.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không thay đổi. Pinji Hà Nội mua vào 6.960.000, bán ra 7.025.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán ra.
Phú Quý SJC mua vào 6.955.000, bán ra 7.015.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.956.000, bán ra 7.014.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán ra. Mê Hồng SJC mua vào 6.975.000, bán ra 7.005.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào, giảm 15.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.980.000, bán ra 7.020.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.980.000, bán ra 7.020.000, tăng 25.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán. Ngân hàng TP Bank Gold mua vào 6.960.000, bán ra 7.020.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm hiện tại thì giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác tăng 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, tăng 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 10.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra dao động trong khoảng 620.000 đồng trên một lượng, thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.970.000, bán ra 7.032.000. SJC Cà Mau mua vào 6.970.000, bán ra 7.032.000. SJC Bình Phước mua vào 6.968.000, bán ra 7.032.000. SJC Huế mua vào 6.967.000, bán ra 7.033.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.970.000, bán ra 7.030.000. SJC Miền Tây mua vào 6.970.000, bán ra 7.030.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.970.000, bán ra 7.030.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.972.000, bán ra 7.035.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.970.000, bán ra 7.032.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.968.000, bán ra 7.032.000. SJC Phan Rang mua vào 6.968.000, bán ra 7.032.000. SJC Hạ Long mua vào 6.968.000, bán ra 7.032.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.968.000, bán ra 7.032.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại cũng không có thay đổi về giá so với phiên buổi chiều ngày hôm nay. Tăng nhẹ trong khoảng từ 21.000 cho đến 50.000 đồng trên một lượng, hay là trong khoảng từ 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.470.000, bán ra 5.560.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.440.000, bán ra 5.520.000. Cả hai loại vàng này thì đều tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.335.3 nghìn, bán ra 5.465.3 nghìn, tăng 4.900 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 3.955.4 nghìn, bán ra 4.155.4 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.033.5 nghìn, bán ra 3.233.5 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.117.1 nghìn, bán ra 2.317.1 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên tối hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.